Xin chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân. Xuân Mỹ hôm nay lên video trễ vì Xuân Mỹ chiều nay có một cái buổi họp mặt chia tay với các bạn đồng nghiệp cũ cả nhà. Hổng gài mình nghỉ làm mấy tuần nhưng mà mọi người sắp xếp thời gian hôm nay mới gặp nhau và làm một cái tiệc nho nhỏ chia tay. Xuân Mỹ mới up video trễ cả nhà. Đi xong chiều, đi xong rồi về Xuân Mỹ mới làm ngồi chia sẻ video cho cả nhà để chia sẻ những cái tin vui về cậu Út Gò Công ha. Như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ vào xem kênh Hồ Văn Cường Official chiều nay như thế nào ha cả nhà, với bài khúc hát ân tình. Mọi người có những gia đình hôm nay ngày mùng 4 đã cúng Tết Đoan Ngọ rồi. Nhà của Xuân Mỹ ở trong quê hôm nay thì ba của Xuân Mỹ cũng đã cúng Tết Đoan Ngọ rồi đó cả nhà. Thường là theo truyền thống nhà Xuân Mỹ thì cúng ngày mùng 4. Chiều nay thì Xuân Mỹ cũng đã cúng xong ở nhà mình. Ở đây thì cũng bánh ít hoặc bánh ú á cả nhà, bánh ú nước tro, bánh ú ngọt á, gói bằng lá tre á, bánh ú lá tre á, gói rất là ngon. Thì Xuân Mỹ cũng mua bánh đó về. Đây kênh Hồ Văn Cường Official 133.000 người đăng ký ha cả nhà. Cả nhà nhớ ha. Và cái playlist thì là một lần gian dở là 38.000. Còn bài khúc hát ân tình thì chiều nay sao ha, để mình coi coi. Khúc hát ân tình thì chiều nay lên thêm được mấy ngàn nữa là 825.000, như vậy là còn 175.000 nữa nha cả nhà. Đây khúc hát ân tình đây. Đó. Khúc hát ân tình là gắn là một bài làn điệu dân ca Bắc Bộ, chắc là show diễn 2 tháng 7 này thì sẽ có cái bài đó nha cả nhà. Đó. Sona vé từ hồi tối hôm qua rồi, nhưng mà bên May thì chưa đăng thôi, chưa đăng son out thôi, chưa chính thức đăng. Nhưng mà với mình thì son out rồi, bởi vì là không có mua vé được nữa. Đó cả nhà, nói về kênh Hồ Văn Cường ha, là mong mọi người tiếp tục vận động bạn bè, người thân, người quen. Trong thời gian chờ show thì chúng ta vào kênh Hồ Văn Cường Official chúng ta nghe nhạc ha. Xuân Mỹ nói lại, chúng ta nghe nhạc từ kênh Hồ Văn Cường Official thì chúng ta đầu tiên là khi chúng ta bấm vào từ chúng ta chọn cái kênh Hồ Văn Cường Official thì cái lượng tương tác giữa kênh Hồ Văn Cường Official và khán giả mà YouTube sẽ đưa lên trên trang chính của YouTube sẽ nhiều hơn. Đồng thời là khán giả khắp nơi sẽ biết đến nhiều hơn cả nhà. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa, chúng ta nghe mà mỗi một cái bài hát mà tăng view cho cậu Út Gò Công á thì kênh của Cường cũng được thêm tiền. Đó, nôm na là vậy. Thì kênh YouTube của Cường tăng doanh thu thì một phần doanh thu đó sẽ trả cho cái công ty bảo vệ là bản quyền là bên Metrup BH. Đó. Rồi trả cho những cái bài mà Cường mua bản quyền âm nhạc với các nhạc sĩ. Đó. Rồi còn lại thì em ấy sẽ chi phí trang trải cuộc sống trong nhà của mình. Cũng là một cái kiểu giúp thiết thực đúng không cả nhà. Giúp gì thì giúp tăng view, tăng doanh thu thì là một cái, cũng là một cái giúp thiết thực. Rồi ai rảnh thời gian thì đi show ủng hộ em ở những show diễn, ủng hộ Cường có thêm cát xê và cũng ủng hộ doanh nghiệp ở đây là các bộ show đó có doanh thu để người ta duy trì hoạt động, và người ta duy trì được hoạt động thì người ta mới tiếp tục mời Cường đúng không cả nhà. Đó, một cái dòng nói nhau như vậy. Và tiếp theo Xuân Mỹ sẽ chuyển sang trang Đại học Hoa Sen với cái vòng sơ khảo Future Chip 2023. Có tới 200 đơn vị dự thi và bữa cơm gia đình nào sẽ chinh phục ban giám khảo. Đây nè cả nhà, nội dung của bài viết vòng sơ khảo ha. Đây. Rồi giờ để Xuân Mỹ đọc chi tiết ha. The Future Chip 2023 đã vượt qua chặng đường đầu tiên với buổi chấm thi của vòng sơ khảo từ 200 đơn vị thi. Những bài thi xuất sắc nhất sẽ được chọn để ban giám khảo chọn lọc để ban giám khảo chính thức chấm thi vào ngày 20 tháng 6. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia ẩm thực, thầy cô nổi tiếng có chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực bếp và ẩm thực như cô Võ Thị Thu Hà,
giảng viên trường Đại học Hoa Sen, là thành viên Trung tâm Bảo tồn và Phát triển ẩm thực Việt Nam, gương mặt quen thuộc của chương trình truyền hình Món ngon mỗi ngày và các chương trình ẩm thực khác trên HTV7, HTV9, thầy Nguyễn Đăng Khoa, thầy Trần Nguyễn Đăng Khoa, giảng viên trường Đại học Hoa Sen, bếp phó tại MM Ribo Star Resto Bar và bếp trưởng tại Fashionista Cafe, và đầu bếp Trần Cường Thịnh, nghệ nhân làng nghề Việt Nam 2022. Thầy là sở hữu hàng loạt các giải thưởng về đầu bếp ẩm thực như huy chương vàng cuộc thi thử thách ẩm thực quốc tế, huy chương vàng và cúp vàng đặc biệt 100 điểm tuyệt đối Food and Hotel Malaysia 2019 và Á quân chiếc thìa vàng 2015. Chef Ryan Phạm, đầu bếp đại sứ thương hiệu, sở hữu chuỗi CRB Fusion Kitchen, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ CRB. Cô Phạm Thị Đông, giảng viên trường trung cấp dịch vụ và khách sạn Sài Gòn Tourist. Đầu bếp Đặng Anh Quy, giảng viên cao đẳng du lịch Sài Gòn đó. Và với chủ đề câu chuyện bữa cơm gia đình, các bài dự thi được ban giám khảo chọn kỹ càng dựa trên các tiêu chí toàn diện để tìm ra những tài năng đặc biệt của cuộc thi năm nay. Thí sinh sẽ được biết tiếp vào vòng trong, chờ đón kết quả top 24, tức là trong 200 thí sinh thì sẽ chọn ra 24 xuất sắc để công bố vào ngày 23 tháng 6. Đó, xin mời mọi người cùng đón. Và đây là phần chấm sơ khảo, hình ảnh chấm sơ khảo cả nhà. Cả nhà nhớ cuộc thi này năm ngoái là bản đồ ẩm thực Việt Nam đó, kéo dài từ Bắc tới Nam tới mũi Cà Mau luôn đó cả nhà. Năm ngoái là Xuân Mỹ có đưa. Đó là thông tin của Đại học Hoa Sen ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club để chia sẻ món quà của chị Hương Trương. Chị Hương Trương có món quà gì đây? Xuân Mỹ xin chia sẻ ha. Bé Cường ơi, đầu tiên cô Hương chúc mừng show diễn Hà Nội vé đã hết. Cô chúc con hai show Quy Nhơn và Hà Nội thành công tốt đẹp và chúc con tỏa sáng rực rỡ. Cô Hương vì công việc không thể về đu show, con lòng buồn lắm. Phương xa cô chỉ có tình yêu và nỗi nhớ gửi đến con và một chút quà may mắn cô gửi tặng con. Cô tặng con 600 đô cho hai show Quy Nhơn và Hà Nội, tức là mỗi show 300 đô đó cả nhà. Cô chỉ tiếc là không về được để nghe trực tiếp tiếng hát của đứa con hiếu thảo dành cho đấng sinh thành và đứa học trò dành cho thầy cô trong show Quy Nhơn, bởi vì tiếng hát từ trái tim con thay cho tiếng lòng con sẽ rất hay và đông đầy cảm xúc, một sự kết hợp tuyệt vời giữa những người cha, người thầy, người bác, người chú và những đứa con tinh thần, những đứa học trò, trong đó con Hồ Văn Cường là một trong những truyền nhân của bác Sơn, chú Thị. Đây là dịp để con trải lòng mình. Như lời biết ơn và tri ân tình con, do con biểu diễn và tiếng hát từ trái tim sẽ rất ấm áp và đông đầy tình cảm, sẽ làm nức lòng người hâm mộ. Cảm ơn bác ba, chú Thị, cô giáo Oanh, những người tài đức vẹn toàn luôn là ngọn đuốc soi sáng đường con đi, và tiếng hát ngọt ngào da diết ấy sẽ tỏa sáng và vang cao mãi tận lòng thủ đô Hà Nội, bởi sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường luôn chạm đến trái tim người nghe. Hà Nội nơi cô có nhiều kỷ niệm với con và lần đầu đu show của con, lần đầu cô xem live trực tiếp, nghe giọng hát đầy nội lực trong hình dáng bé xíu dễ thương và ánh mắt rất tình cảm của con. Cảm ơn con đã cho cô Hương biết Hà Nội. Cảm ơn con đã được cho cô được tận hưởng những giây phút tuyệt vời lắng nghe tiếng hát của con rất ngọt ngào, trầm ấm, dạt dào cảm xúc, được nghe con nói và giao lưu đầy niềm vui và duyên lắm. Cảm ơn con đã cho cô một lần được nắm bàn tay cô cứ muốn nắm mãi, dù có thế nào cũng không tự buông tay con. Con hiền lành và chân thật, mộc mạc, giản dị và rất xứng đáng được yêu thương. Gặp được con một lần rồi muốn gặp thêm lần nữa và lần nữa. Cô chỉ ước cho con có nhiều show vì đó là ước mơ của con, thực hiện niềm đam mê và kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Nghe con nói mà cô nghẹn lòng muốn rơi nước mắt vì thương con. Và khi con có show cũng chính là lúc cô có thể nhìn thấy con từ xa và biết rằng con vẫn khỏe và bình an. Và cô và đại gia đình xanh đột chuối sẽ được nghe giọng hát tuyệt vời đó. Chất gây nghiện bởi con thả hồn thơ ngay
vào bài hát cho nên dễ chạm đến trái tim của hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Và còn nữa, được nghe tiếng nói vô tư hồn nhiên duyên dáng và đáng yêu, được thấy nụ cười tỏa nắng của con. Chỉ nhìn thấy con như thế là cô sẽ rất vui và cười mãi, làm cho cô cảm thấy rất vui và vui khỏe và trẻ trung. Cô luôn nguyện cầu cho con và gia đình, ba mẹ chị em, ba mẹ chị con luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Riêng con, cô chúc con học hát hay, học giỏi và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc con tận hưởng một mùa hè thật bình an và vui vẻ nhé, bé Cường, của cô Hương Chuối. Thả tim. Và đây hình ảnh 600 đô được kẹp trong những cái bông hoa hướng dương. Hướng dương luôn hướng về mặt trời đó cả nhà, rất ý nghĩa. Tức là con người luôn vươn tới về phía trước, không có lùi bước trước nghịch cảnh của cuộc sống. Đây là quà chị Hương Chương, như vậy là thêm một món quà nữa ha, một món quà của người cô phương xa. Mấy ngày trước thì là bà ngoại cũng tặng mỗi show 300 đô thì bà 600 đô chị Hương cũng tặng cho hai show ha. Và cái tấm hình rất là dễ thương nè, suy nghĩ gì đó. Rồi đây hình hai cô cháu. Này show nào cả nhà nhớ không? Show này May Sài Gòn 18 tháng 3 sẽ May Sài Gòn. Chị Hương về xem. Và một cái tấm thiệp nữa nè. Tấm thiệp rất dễ thương đó. Luôn luôn lúc nào cũng dành tình cảm. Xuân Mỹ nghe nói là Cường đã qua tập với vợt với bên anh Sơn một buổi rồi đó cả nhà. Vợt một buổi cho show diễn 1 tháng 7 ở Quy Nhơn rồi đó. Cường đã qua tập xong rồi. Vài ngày tới, có thể là sắp tới thì bên anh Sơn sẽ đăng những chiếc video, những cái video mà tập vợt của hai bác cháu á. Bên anh Sơn có quay. Không biết là Cường có quay hay không ha. Cường có quay lên trang fanpage của mình hay không thì mình chờ ha. Còn Xuân Mỹ chỉ biết là Cường đã qua bên anh Sơn tập rồi, tập vợt nhạc cho cái show 1 tháng 7 ở tại Quy Nhơn của Cường và bác Ba. Chắc chắn là có hát bài Lòng Mẹ Tình Mẹ ha cả nhà. Hai bác cháu chắc có sẽ song ca bài đó và có sự góp mặt có thể tam ca của anh Randy nữa không chừng. Rồi mình xin chúc mừng ha, chúc mừng Cường có thêm một món quà nữa của cô Hương Chuối. Cô là ai? Cô là fan tuổi teen hả đó. Rất dễ thương ha cả nhà. Thêm một món quà nghĩa tình từ người cô phương xa nha. Rồi vui quá là vui vì là hết vé rồi. Giờ không có nói tới vé của show 2 tháng 7 nữa, mà bây giờ mình đọc số điện thoại của show 1 tháng 7 để mọi người còn đặt vé thì đặt ha. Đây Quy Nhơn thì anh Sơn diễn hai suất là 30 tháng 6 và 1 tháng 7. Anh Sơn thì cũng mời Cường tham dự hai show, hai suất, nhưng mà Cường thì vì lý do là con cũng còn việc học ha cả nhà, cho nên là con chỉ hát được một show 1 tháng 7 thôi, còn 30 tháng 6 thì con không dự được. Và 1 tháng 7 có khán giả hỏi là 1 tháng 7 hát xong rồi đi ra Hà Nội 2 tháng 7 kịp không? Đi máy bay mà cả nhà, đi máy bay từ Quy Nhơn mà bay ra Hà Nội có 1 tiếng mấy à, cho nên nhanh lắm, đi nhanh lắm, hát xong rồi ra đi chuyến bay đêm luôn cũng được, hoặc là sáng sớm ngày 2 bay cũng vẫn kịp ha cả nhà. Bay vẫn kịp. Đó, giờ đây số điện thoại nè. Giờ Xuân Mỹ đọc nha: 0903 173 788 0898 990712. Đó là số hotline đặt vé. Mọi người có mua vé ủng hộ cậu Út Gò Công show diễn 1 tháng 7 cũng như anh Sơn nè, rồi anh Sơn Hạ, anh Randy, Hoàng Châu, rồi bé Phong Thiên, rồi lực sĩ Phạm Văn Mát, rồi Dương Ngọc Thái nữa. Ngoài anh Sơn còn có những tên tuổi khác đó. Như vậy là có sự góp mặt của Sơn Hạ vào ngày 1 tháng 7 nữa, cho nên là ai muốn đặt vé đi show thì gọi mấy số hotline ha. Xuân Mỹ xin đọc lại số hotline ha: 0903 173 788 0898 990712. Còn mọi người muốn kết nối với FC, đặt vé chung với FC thì gọi cho Xuân Mỹ 0913 136 109, kết bạn Zalo cũng được ha.
Rồi, chúng ta bây giờ là sẵn sàng công việc. Ai xử lý công việc ở việc nhà mà đã mua vé thì cố gắng giải quyết công việc cho xong để đi ha. Để đi xem show. Còn ai chưa mà ai chưa đi xem được, chưa đi xem show Hà Nội được thì đi xem show Quy Nhơn rồi về cũng được. Mình về mình nghe nhạc ở trên kênh Official Hồ Văn Cường Official để mình tăng view cho cậu Út Gò Công. Và hôm qua một bạn fan của Cường ở trên Tây Nguyên cũng được may tặng một cặp vé, vé Fendi, loại vé mà 650 đó cả nhà, thì có thể xem bất kỳ show nào Hà Nội, Hà Nội, Đà Lạt, Cần Thơ, Đà Nẵng, Sài Gòn gì đó. Ha cả nhà. Rồi xong được một cặp vé đi là bạn ấy đã tặng lại show Hà Nội, là 2 tháng 7 tới là có hai người sẽ được nhận cái cặp vé đó. Bạn ấy không đi được thì bạn ấy tặng lại cho một cho hai người khác cả nhà. Rất là dễ thương, rất là nghĩa tình luôn ha. Đó là tấm vé nghĩa tình được may tặng là tặng lại. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chia sẻ với mọi người tiếp. Coi như là chúng ta mừng chúc mừng Cường có thêm một món quà của cô Hương Chuối ha. Hôm qua thì khi thông tin của trên trang may hết vé thì bên trang điện tử Sao Ta cũng có một cái bài viết phản ánh cái việc hết vé này. Đêm diễn tại Hà Nội của Cường cháy vé, người hâm mộ đặt luôn biệt danh mới. Biệt danh mới là gì cả nhà biết rồi ha. Lần này Hồ Văn Cường sẽ được người hâm mộ dành tặng đặc biệt biệt danh nào đây? Mới đây thì trong một trang của FC, Hồ Văn Cường đã đăng tải bài viết thông báo về việc vé trong đêm nhạc sắp tới của Hồ Văn Cường tại Hà Nội đã chính thức tẩu tán trong mặt kép, hết chỉ trong ít ngày mở bán. Điều này cho thấy được sức hút của giọng ca bà Năm vẫn luôn được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả và người hâm mộ. Không chỉ thông báo về việc lượng vé trong show đêm diễn của nam ca sĩ chính thức được bán hết, FC của Cường còn gửi lời chúc mừng đến anh với biệt danh khiến nhiều người bất ngờ, hoàng tử phòng vé. Hoàng tử phòng vé này là được gọi từ show nào cả nhà? Từ show May Sài Gòn đầu tiên ha. Tên gọi này cũng không hẳn là sai khi trong những đêm diễn thời gian qua, Hồ Văn Cường luôn là bảo chứng cho thấy mỗi khi xuất hiện của có sự xuất hiện của nam ca sĩ thì số lượng vé bán hết rất nhanh. Và trước đó thì người hâm mộ cũng đã dành tặng cho nam ca sĩ biệt danh sứ giả cảm xúc như một lời khen ngợi về giọng hát ngày càng mùi mẫn nhiều cảm xúc từ khi trở lại ca hát. Cường đã có sự lột xác mạnh mẽ từ ngoại hình cho đến khả năng làm chủ sân khấu khi ngày càng tự tin và dạn dĩ hơn khi từng đứng trước đông đảo khán giả. Và không chỉ được ngày một đắc show trên các sân khấu ca nhạc, Cường cũng rất tích cực đăng tải các video clip màn trình diễn của mình trên kênh YouTube cá nhân để người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức, sẵn tiện cày view trong một kép. Tín hiệu đáng mừng là các sân khấu biểu diễn của dòng ca trẻ đều được nhận được sự đón nhận ủng hộ từ khán giả khi mang về lượt xem cao cũng như thường xuyên lọt vào top trending của YouTube. Gần đây nhất, nam ca sĩ gửi tặng đến người hâm mộ món quà tinh thần khiến nhiều người thích thú, đó là đăng tải playlist gồm những ca khúc nổi tiếng thường được nam ca sĩ trình diễn. Mới nhất là playlist Buồn Con Sáo Sậu, Nửa Đêm Ngoài Phố. Này cập nhật trễ ha cả nhà. Mới nhất là playlist Một Lần Dang Dở. Playlist Một Lần Dang Dở, Buồn Con Sáo Sậu là trước đó rồi. Người ta cũng lướt qua hình ảnh kênh của Cường nữa. Đó, cái trang này là trang báo điện tử ha. Nó gọi là Sao Star, là gọi là tạp chí điện tử, nó không phải là báo, nó là một cái tạp chí thôi ha cả nhà. Đó, tạp chí Sao Star cũng mừng cho Cường, cũng mừng cho Cường khi mà vé ở trên trang May Sold Out ha. Rồi đó là một cái bài mới nhất cách đây 9 tiếng. Còn 3 ngày trước thì báo cũng có một số trang thì cũng nói về cái so sánh cái bài hát giữa Cường với Cẩm Ly hát cả nhà, là bài Buồn Con Sáo Sậu đó. Nhưng mà Xuân Mỹ nói so sánh như vậy á, thì nó không nó
không có so sánh hơi khập khiễng ha, bởi vì chất giọng của Cẩm Ly nó khác và chất giọng của Cường nó khác, và hai thế hệ ca hát cũng khác nhau, cho nên là không thể nào so sánh được, đúng không cả nhà? Đó, giống như là mỗi một người có một cái chất giọng riêng, không thể nào so sánh giữa người này hát với người kia hát, bởi vì mỗi một người có cái cách hát khác nhau, như Xuân Mỹ đã nói rồi. Cũng một bài Diễm Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng mà cô Cẩm Ly cất lên thì cô Khánh Ly cất lên thì khác, ca sĩ Quang Dũng thì khác. Quang Dũng là cũng chuyên hát nhạc Trịnh, nhưng mà Quang Dũng hát bài Diễm Xưa nó khác. Rồi Hồng Nhung, ca sĩ Hồng Nhung là có biệt danh là cô Bóng đó, cũng hát bài Diễm Xưa nó sẽ khác đó. Mỗi một người có một cái chất giọng, cái phong cách hát khác nhau, mặc dù là cùng một bài hát cả nhà. Đó là điều bình thường thôi, bình thường trong giới âm nhạc. Rồi đó là chiều Xuân Mỹ, video này thì Xuân Mỹ chia sẻ với cả nhà pha món quà của chị Hương Trương ha. Rồi thêm đó là thông tin, những cái thông tin như Xuân Mỹ biết được. Chuẩn bị cho show diễn 1 tháng 7 thì Cường đã qua nhà anh Sơn tập nhạc xong rồi. Tập một buổi rồi, một buổi nhạc, ráp nhạc giữa hai bác cháu rồi. Không biết hát bài gì, chưa biết, chưa thấy công bố, chưa thấy công bố những video mà tập dợt. Thì chắc là bên anh Sơn sẽ sớm đăng những cái này thôi. Cái tàu ngầm mà đi tham quan thám hiểm dưới lòng đại dương, thám hiểm xác tàu Titanic ở cả nhà, thì hôm nay các cái đội tìm, theo thông tin thì các cái đội tìm kiếm tàu ngầm này thì cứ xác định được nè, nghe thấy tiếng đập mạnh cứ 30 phút đập một lần vào ngày 20 tháng 6 từ khu vực con tàu biến mất. Tức là hy vọng là hôm nay là 21, là một ngày đó cả nhà. Họ còn 4 ngày để oxy trong đó, và hy vọng là đội ngũ cứu hộ sẽ sớm tìm được. Hãng BBC và CNN dẫn một bản ghi nhớ nội bộ của chính phủ chuyên cập nhật về cuộc tìm kiếm tàu lặn Titan. Theo bản ghi nhớ, 4 tiếng sau khi các thiết bị định vị âm thanh dưới nước được triển khai, các đội tìm kiếm vẫn nghe được những tiếng đập. Tuy nhiên, báo cáo không nói rõ các tiếng đập kéo dài trong bao lâu và nghe được chính xác vào thời điểm nào trong ngày. Thì bản tin cập nhật tiếp theo được phát đi vào đêm qua cho biết có nhiều âm thanh hơn phát đi từ khu vực tàu lặn mất tích, và nó được mô tả là tiếng đập mạnh. Một máy bay B3 của Canada đã định vị được một vật thể hình chữ nhật màu trắng ở dưới nước. Lực lượng bảo vệ bờ biển Boston, cơ quan đang dẫn dắt nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, từ chối bình luận về âm thanh được đề cập trong bản. Các đội tìm kiếm cứu hộ Mỹ, Canada đang tiếp tục tìm kiếm tàu lặn mất tích khu vực rộng khoảng 20.000 km vuông. Một con tàu của Pháp cũng tham gia đội tìm kiếm, tức là cũng có nhiều quốc gia tham gia đội tìm kiếm rồi đó cả nhà. Rồi hy vọng là sớm được ha. Tàu này có tên là tàu Titan. Rồi một đây một cái tin nữa. Người dân Bình Dương lao xuống sông cứu hai mẹ con người nước ngoài. Sáng ngày 21 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết cả 4 nạn nhân trong vụ đuối nước ở sông Sài Gòn đoạn qua công viên đi bộ Bạch Đằng đã ổn định sức khỏe. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 20 tháng 6, một bé gái khoảng 8 tuổi cùng mẹ là người nước ngoài chơi ở mé sông Sài Gòn đoạn qua công viên đi bộ Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Sau đó bé gái trượt xuống sông Sài Gòn, thấy vậy người mẹ nhảy xuống sông cứu con nhưng không thể tiếp cận để đưa bé lên bờ. Thấy hai mẹ con chế giới dưới dòng nước, anh Nguyễn Văn Hảo, 31 tuổi ở Thủ Dầu Một, nhanh chóng nhảy xuống mò tìm thấy cháu bé. Tuy nhiên do nước sông dâng cao, lực đẩy mạnh khiến anh không thể đưa bé vào bờ, còn người mẹ lúc này cũng bám vào được đám bèo trôi trên dòng nước. Nghe tiếng la hét của chị Phạm Ngọc Kim Phương và anh Hảo, một thanh niên ở gần đã lao xuống sông cho anh Hảo bám vào nhưng cũng không thể bơi vào bờ. Lúc này cả 4 người có nguy cơ bị đuối nước, rất may đã có thêm người dân xung quanh chạy đến. Nhảy xuống sông dùng gậy
dây kéo các nạn nhân lên bờ được lãnh đạo ủy ban phường Phú Cường. Sự việc đã được lực lượng tuần tra báo cáo, lãnh đạo và các nạn nhân đã được ổn định và trở về nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi ở công viên, đi bộ Bạch Đằng, lực lượng dân phòng công an phường thường xuyên tuần tra. Phường cũng đã cấm biển cảnh báo nguy hiểm cho các khu vực mép sông, nơi neo đậu của tàu thuyền. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn phớt lờ, vẫn còn xuống sát bờ sông để chơi. Đó, cả nhà chúng ta đi công viên, mà công viên nước chẳng hạn, công viên nước cũng nguy hiểm cho những đứa bé nhỏ. Và chúng ta đi ở những cái sông hồ, sông suối, sông hồ, những cái con sông lớn. Và đi vườn du lịch cũng vậy cả nhà, vườn du lịch cũng có những cái ao mà chúng ta bơi thuyền trong đó. Chúng ta cũng cẩn trọng ha, chúng ta cũng cẩn trọng là giữ gìn các bé, quan sát các bé, đừng để các bé tự do chơi rồi lúc mà chúng ta không phát hiện thì nó tích tắc nè. Bởi vì là não mình thiếu oxy là 5 tới 7 phút là sẽ hôn mê, cho nên là cả nhà cẩn trọng ha. Mùa hè này thì trẻ đuối nước rất nhiều, bởi vì là trẻ có thời gian rảnh đi chơi á. Mọi người đưa các trẻ con đi chơi thì cẩn thận, nhất là các bé chưa biết bơi á. Xuân Mỹ thì Xuân Mỹ biết bơi cả nhà. Hồi xưa là Xuân Mỹ được giải nhất hội khỏe phù đổng cấp huyện của các trường cấp 3 đó, trong môn bơi á cả nhà. Nói thật, cũng tham gia những cái phong trào hồi thời học sinh thì cũng vui. Rồi, video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc nha mọi người. Một lần nữa thì Xuân Mỹ xin chúc mừng Cường với phần quà của cô Phương Sa là cô Hương Trương ha, thêm một phần quà nữa cho show 1 tháng 7 và 2 tháng 7. Và mọi người trong thời gian chờ show thì chúng ta nghe nhạc trên kênh Hồ Văn Cường Official để tăng view cho kênh này ha, và vận động mọi người tiếp tục đăng ký tăng sub cho kênh. Còn Xuân Mỹ thì xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha mọi người, động viên tinh thần cho Xuân Mỹ cũng như là tăng tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả. Rồi, chúc cả nhà buổi tối ấm áp và ngủ ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.